Thưa quý vị các bạn, hôm nay mình xin test một cái mẫu loa ngon bổ rẻ, đâu đó khoảng hơn 2 triệu đồng. Và nó có tính năng chống hú và có hai mic mang đi du lịch như thế này. Mic để này chống hú luôn này. Hát luôn anh em nhá. Mùi hương lưu ni bay thắm qua trong chiều, để giờ đây ai luyến lưu nhiều. Tình yêu xưa đã hết, mùi hương xưa đã phai, em giờ đây bên ai. Giọt sầu rơi trên mi để tình ta chia ly, người đi biết nói câu gì. Người vội vàng quay bước để lệ nhòa mi ướt, hình bóng xưa nay đã xa vời. Một người ngồi đây tiếc nuối, một người vội quay lưng đi, lệ nhòa dần trên đôi mi cũng hát biệt ly. Sao em đành quay bước mong, quên hết ân ái hôm nào, quên đi ngàn lời yêu thương cho nhau vậy sao. Giờ người về nơi chốn ấy, bỏ mặc mình tôi nơi đây, nghẹn ngào nhìn ngôi sao bay vương vấn người đi. Bị cay rồi em có thấy, anh vẫn đứng mãi nơi này, trông theo một ngôi sao bay lay xa tầm tay, về đây rất xa. Thưa quý vị các bạn, thì vừa rồi anh em mình nghe thử cái chất lượng âm thanh đây, sát sát như thế này mà không hú và dễ di chuyển đấy, anh em thấy không, đâu không hú đâu, trông hú đến 90% và âm thanh trải nghiệm ra mình nghĩ là tương đối là được trong phân khúc khoảng hơn 2 triệu đồng đấy. Thì mời anh em mình share đánh giá cho Mạnh Tiến một cái đánh giá ở đây các bạn nhé, nếu thấy hay hay không hay cho mình bình luận xuống. Cảm ơn anh em, xin chào.